Đây là một điểm rừng bị hủy hoại tại khu vực Bãi Dài, thành phố Phú Quốc. Các đối tượng khoan lỗ lên thân rồi đổ thuốc làm chết 1,3 hectare rừng. Một thủ đoạn khác cũng hết sức tinh vi. Khu vực rừng thuộc xã Gành Dầu. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng lẻn vào rừng, cưa khoảng 2/3 thân cây. Gió lớn, cây sẽ đổ ngã từng giạt. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng chống trả. Sau khi phá hàng giạt rừng, các đối tượng sẽ cắm mốc, bao chiếm và cất nhà. Hành vi bao chiếm này diễn ra vào ban đêm với nhiều người tham gia. Hiện các điểm nóng phá rừng rải đều hầu khắp các địa bàn trên đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Để ngăn chặn nạn phá rừng và thu hồi những diện tích đất bị bao chiếm ở Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã lập tổ công tác đặc biệt. Tổ này do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, có sự phối hợp của nhiều ngành liên quan và chính quyền địa phương. Năm tháng hoạt động, tổ công tác đã thu hồi gần 140 hectare đất rừng. Lực lượng cũng đã mật phục bắt quả tang nhiều vụ chặt phá cây với hàng chục đối tượng tham gia. Dù nào đủ chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ khởi tố hình sự đưa ra xét xử. Hành trình giữ lại màu xanh cho đảo Ngọc rất cần những động thái quyết liệt như thế này.